Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cho biết do mâu thuẫn trong việc làm ăn nên 4 đối tượng gồm Quang Văn Chính, Lò Văn Hoàng, Lường Văn Duyệt, Tòng Văn Diên đã cùng nhau giải đinh trên quốc lộ 37 nhắm vào xe chở hàng của ông Lương Tiến Quyết. Cả các đối tượng và nạn nhân đều cùng trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đây là hận thù cá nhân trong cái việc mà tranh giành thị trường. Thế thì sau khi cơ quan cảnh sát điều tra, chúng tôi đã điều tra xong mình làm rõ tất cả các cái xe chạy qua đường cũng như là những người biết việc ở khu đường Tân Thảo thì không có một xe nào bị dính đinh cả. Thế cho nên là chúng tôi xác định đây nó không phải là cái lạng đinh tặc ở trên cái quốc lộ 37. Để không xảy ra tình trạng tương tự gây mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân chấp hành đúng quy định về an toàn giao thông. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra chúng tôi đã đang đấu tranh với lại 4 đối tượng này đã làm rõ, các đối tượng đã thừa nhận cái hành vi của mình. Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, chỉ vì tư thù cá nhân, các đối tượng đã hành động rất manh động, đe dọa đến trật tự, an toàn giao thông và tính mạng của rất nhiều người. Tỉnh Sơn La cần phải xử lý nghiêm, mang tính răn đe đối với các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.